Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng hôm nay. Hôm nay là thứ hai ngày 17 tháng 7 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại đứng quanh vùng giá 1.955,47 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ đứng ở mức 99,96 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, giao dịch ở mức 30.299 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 3,830% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm mạnh, giao dịch ở mức 75,32 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Vàng đã kết thúc tuần giao dịch vừa qua với mức tăng tương đương với mức giảm của đồng bạc xanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, vàng đã có một tuần tăng giá phi thường sau khi Mỹ công bố chỉ số tiêu dùng hay còn gọi là CPI của tháng trước vào đầu tuần vừa qua. Tuy nhiên thì những người tham gia thị trường phải tập trung cao độ vào các khoản lãi hoặc là lỗ khi mà chúng liên quan đến sức mạnh hoặc là điểm yếu của đồng bạc xanh. Đồng bạc xanh đang có ảnh hưởng lớn nhất đến sự thay đổi giá hàng ngày của kim loại quý. Trong tuần vừa qua thì đồng bạc xanh đã giảm giá đáng kể. Sau 6 ngày liên tiếp giảm giá thì đồng bạc xanh đã có một chút khởi sắc khi mà cuối tuần vừa qua ghi nhận mức giá đóng cửa ở trên giá mở cửa và cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước. Sau khi chạm đáy thấp nhất của đợt điều chỉnh lần này và là điểm thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Về mặt xu hướng của giá vàng thì trong tuần vừa qua với 20 nhà phân tích phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát thị trường vàng hàng tuần của Kitco News, 9 nhà phân tích tương đương 45% dự đoán giá vàng cao hơn và bằng với số nhà phân tích dự báo giá vàng đi ngang trong tuần này, đồng thời hai nhà phân tích tương đương 10% dự đoán vàng sẽ giảm giá trong thời gian tới. Trong khi đó, với 592 phiếu đã được bỏ trong các cuộc thăm dò trực tuyến, trong số này thì 363 nhà đầu tư nhỏ lẻ tương đương 61% dự đoán vàng sẽ tăng, 148 người khác tương đương 25% dự báo giá thấp hơn, trong khi 81 cử tri tương đương 14% cho ý kiến trung lập với vàng trong thời gian tới. Sau nhiều tuần tâm lý trôi giạt và sự quan tâm mờ nhạt, các nhà đầu tư bán lẻ một lần nữa đang xem xét khả năng đầu tư vào kim loại quý, theo khảo sát và hàng tuần mới nhất của hãng tin Kitco News. Đồng thời, các nhà phân tích thị trường thận trọng hơn một chút về vàng trước tuần này. Theo ông Daniel Pavlonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại LSU Future cho rằng, trong khi dữ liệu lạm phát yếu sẽ tiếp tục hỗ trợ cho vàng, thì có những lý do chính đáng khiến nhà đầu tư nên thận trọng ở các mức giá hiện tại. Chuyên gia này phân tích thêm rằng nhiều nhà đầu tư sẽ tiếp tục ngồi bên lề chờ đợi động thái của Cục Dự trữ Liên bang phát đi tín hiệu họ đã sẵn sàng ngừng tăng lãi suất. Tuy nhiên thì ông lưu ý rằng vẫn chưa có đủ thông tin để đưa ra câu trả lời dứt khoát về lãi suất. Theo Daniel Pavlonis, Fed có thể miễn cưỡng rút lui khỏi cuộc chiến lạm phát ngay bây giờ. Điều đó có thể giữ cho lợi suất trái phiếu tăng cao và hạn chế động thái của vàng. Tuy nhiên, một khi Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất thì vàng có thể dễ dàng cất cánh. Tâm lý lạc quan giữa các nhà đầu tư bán lẻ đã tăng lên mức cao nhất trong một tháng, tuy nhiên ngay cả Phú Men cũng vẫn nghi ngờ thị trường đã sẵn sàng bứt phá. Khi mà họ thấy giá vàng có thể kết thúc tuần này quanh mức 1.979 đô la Mỹ trên một ounce. Tuy nhiên, đối với giới chuyên gia thì không phải tất cả các nhà phân tích đều lạc quan về giá vàng trong tuần này. Theo Darlene Newsom, chiến lược gia thị trường cao cấp tại Bacha.com nói rằng thị trường vàng có vẻ hơi căng thẳng, mặc dù xu hướng trung hạn đã tăng lên trên biểu đồ hàng tuần của vàng tháng 8. Hợp đồng đã di chuyển đủ xa đủ nhanh để kéo biểu đồ hàng ngày của nó vào tình trạng mua quá mức, vàng có thể chịu một vài ngày áp lực bắt đầu vào tuần tới, nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ có một đợt tụt dốc không phanh. Bởi vì khi chỉ số đô la Mỹ vẫn đang trong xu hướng giảm dài hạn và chỉ đó đó thôi cũng có thể cung cấp yếu tố hỗ trợ cơ bản cho vàng, theo chuyên gia Darlene Newsom dự báo. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhận bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác hầu như là không có điều chỉnh về giá. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn,
Đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,22 triệu đồng trên lượng. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,20 triệu đồng trên lượng. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty này thì mua vào mức 55,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,80 triệu đồng trên lượng. Hiện tại thì cũng không có điều chỉnh về giá so với phiên cuối tuần. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại tạm thời thì không có điều chỉnh, được mua vào mức 23.440 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.810 đồng trên một đô la Mỹ. Đối giá đô la Mỹ trên thị trường tự do thời điểm này thì tạm thời cũng không có điều chỉnh, được mua vào mức 23.660 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.710 đồng trên một đô la Mỹ. Sau khi mà đã tăng tới 40 đồng trên một đô la Mỹ trong phiên giao dịch cuối tuần vừa qua. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay, thì phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.650.000, bán ra 6.720.000. Trên lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.650.000, bán ra 6.722.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.675.000, bán ra 6.730.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.670.000, bán ra 6.720.000. Doji Hà Nội mua vào 6.670.000, bán ra 6.735.000. Phú Quý SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.670.000, bán ra 6.720.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.650.000, bán ra 6.695.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.665.000, bán ra 6.705.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.610.000, bán ra 6.740.000. Ngân hàng Tbank Gold mua vào 6.670.000, bán ra 6.735.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.665.000, bán ra 6.727.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại. Đang dao động trong khoảng 700.000 đến 760.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.650.000, bán ra 6.722.000. SJC Huế mua vào 6.647.000, bán ra 6.683.000. SJC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.722.000. SJC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.650.000, bán ra 6.720.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.652.000, bán ra 6.725.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.650.000, bán ra 6.722.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.648.000, bán ra 6.722.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.580.000, bán ra 5.680.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.580.000, bán ra 5.690.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.570.000, bán ra 5.640.000. Vàng 24K mua vào 5.464,2 nghìn, bán ra 5.584,2 nghìn. Vàng 18K mua vào 4.045,4 nghìn, bán ra 4.245,4 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.103,4 nghìn, bán ra 3.303,4 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.167,1 nghìn, bán ra 2.367,1 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.